đây rồi, đây rồi. So excited, excited. Anh ơi em đây. Yeah. Đây là đây là của bạn đây. Anh cảm ơn anh nhá. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Rất nhiều ạ. Đây rồi, món hàng. Thôi bê từng cái về thôi. Run quá, sướng quá. Wow. Chờ từ sáng tới giờ, anh ấy gọi điện mà chờ từ mấy giờ chưa, không ngủ rồi, ăn không ngon, không chợp mắt nổi. Bây giờ nó về rồi đây. Wow. Đây là kiện hàng. À, em cảm ơn anh Thế Anh. Anh thấy anh bọc cho em rất là kỹ, mấy lớp xốp liền, bởi vì hàng này nó rất là dễ vỡ. À, mà bên vận chuyển thì nó làm khó mình, nó bảo nó sẽ không nhận, và nếu mà có vỡ thì nó cũng không chịu trách nhiệm. Thế là mình lại phải mua thêm một cái gói bảo hiểm nữa. Rất là thích, rất là ưng luôn set này. Ok, bây giờ mình sẽ mang lên tầng. Mang lên tầng và đập hộp. Chờ xíu đi lau ít mồ hôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đập hộp cái túi này nhá. À, một lần nữa thì em cảm ơn anh Quang Quất đã giới thiệu em với các anh drummer ở trong miền Nam. Em cảm ơn anh Thế Anh. À, anh đã chọn và ship giúp em cái bộ trống này về Hà Nội. Chất lọc rồi là xốp xếp các thứ rất là chắc chắn. Em cảm ơn anh rất nhiều. Đây là cái snare. Bên trong anh lót thêm giấy này. Rất nhiều giấy lót. Các bạn nhìn rõ không? Yamaha Birch Custom Absolute Made in Japan.
Cái này nó màu tím tím, hơi xước một xíu ở đây thôi, nhưng mà nó cũng không thành vấn đề. Đây này. Ok. Lót rất nhiều giấy ở bên trong, rất nhiều lớp giấy. Trong cái tôm 14 này là một cái tôm 10 nữa. Giờ chắc phải tháo ra. Rất nhiều giấy. Cái set này của mình chỉ có 4 trống thôi. 3 trống, 1 kích 20, 1 tum 10 và 1 floor 14. Mình đang thi công cái drum boot. Nó giống như một cái cabin ấy, ở cái khu vực này. Khi nào làm xong cái đấy thì bắt đầu mình mới dám đánh trống thật. Bởi vì nhà mình sát hàng xóm này, đánh mà không có cái cách âm tiêu âm ấy thì hàng xóm sang đốt nhà mất. Màu gỗ rất là đẹp các bạn ạ. Màu này giống như là một màu nó như nào nhỉ? Nó hơi giống màu cánh gián một xíu, nhưng mà nó sáng hơn. Mình rất thích màu gỗ, nguyên vân gỗ rất là đẹp. Vẫn còn rất là mới. Mình kiểm tra kỹ thì thấy cái vòng đai của cái chống kích nó bị vỡ nứt mất, một tiếc ơi là tiếc. Thế là mình mới mang ra xưởng mộc, thì họ đưa ra giải pháp đó là bắn cái ghim vào để giữ nó. Không biết là nó có bền hay không đây. Tự nhiên bị một phát tiếc, thế là tiếc. Đây này. Bởi vì nó nứt hết ra rồi, bây giờ lắp vào phát là nó vỡ luôn. Đây là bắn ghim này không biết là nó có giữ được hay không. Tự nhiên bị một phát này.